Đời sống miệt thứ là ai, làm gì và ở đâu? Với những ai đã từng sống ở thôn quê miền Tây, chắc hẳn đã từng một lần nhìn thấy nổ cốm. Đùng, sau tiếng nổ ấy, gạo bắp đã có một hình hài khác. Những hạt cốm gạo nóng hổi trắng tinh, những hạt cốm bắp nóng hổi vàng ươm lần lượt vào túi mành, trở thành món ăn vặt ngọt thơm đầy ma lực với bọn trẻ miền quê, và có lẽ ngay bây giờ là với tất cả chúng ta. Và hôm nay, miệt thứ thứ 11 đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với chú Nguyễn Văn Lớn, quê ở Cần Thơ. Hiện chú đang sống trên ghe và làm nghề nổ cốm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Chào chú. Trời ơi, tìm chú quá trời luôn, mọi người tìm chú quá trời luôn mà bây giờ là rất là tình cờ là được gặp chú ở đây. Cái này là mình làm gì hả chú? Cốm bắp gạo. Tức là mình làm cốm bắp mà cốm bắp với cốm gạo. Dạ. Chú ơi, sao mình không có chọn chỗ nào mà mát mát, mình làm ở đây nắng quá chú. Đây không có gì mát hết trơn, không có chỗ nào bóng mát chú ơi. Nên là mình phải làm ở đây. À, chú là chú tên gì và quê ở đâu rồi chú? Tôi Nguyễn Văn Lớn. Nhưng ở Cần Thơ mà nhưng chú em mà thì có nhà bà con ở Lò Ghe. Dạ. Rồi hiện tại là chú ở đâu chú? Hiện tại bây giờ là lâu lâu tôi Lò Ghe tôi nghỉ, bữa nay bữa tôi đi làm nữa. Dạ. Rồi chú ở nhà người quen, còn nếu mà không có người quen thì chú ở trên ghe hả? Con thấy có chiếc ghe nè. Ở dưới ghe vậy, không có người quen, ở dưới ghe vậy đó, tẩm trong vậy đó là ngủ á. Dạ. Rồi sao chú không làm việc ở trên Cần, tìm việc ở trên Cần Thơ mà chú xuống đến đây lận? Thì chú lớn tuổi rồi, không làm thử ra, không có con trai con gái không à, dạ đi hết rồi, có một nơi rồi, không có đất vườn nữa, đi bằng bước sống không rồi chú. Dạ. Một ngày như vậy thì mình đi bao xa và làm sao để mọi người liên lạc được với chú để họ làm cái cốm này hả chú? Tôi đi dài ra cái sông vậy đó, rồi bà con kêu cái là tôi ghé tôi gian vậy đó. Dạ. Một ngày như vậy thì chú đi từ lúc mấy giờ và mình về lúc mấy giờ chú? 8 giờ rồi tôi cơm nước rồi tôi đi, tới có khi 3-4 nghỉ rồi. Dạ. 4-5 giờ không chừng. Ăn uống là mình mua bên ngoài hay là mình nấu trên ghe luôn hả chú? Nấu tại ghe luôn mà chú. Dạ. Thường á, một ngày á thì khi mà chú đi trên ghe như vậy á thì có bao nhiêu người gọi chú vô để làm cái này? Hên xui rồi chú, 2-3 giờ chừng người, 3-4 người cũng chừng, 4-5 người cũng chừng. Như vậy thì một ngày thì chú kiếm được nhiêu tiền chú? Có khi 100 ngoài có, 200 có khi không có đồng nào luôn, hôm qua không có đồng nào luôn hả chú? Dạ. Này là nó chuẩn bị chín rồi phải không chú? Chuẩn bị chín rồi, không vậy. Cái máy này là... Thời gian này nổ đó. Dạ. Tức là chú phải đập vậy hả chú? Dạ. Cái này là mình phải bao nhiêu ký bắp thì được bao nhiêu đây hả chú? Dạ. 1,5 ký bắp là được nhiêu đây luôn à? Là chi phí mà mình rang như vậy là 1,5 ký bắp là họ mua bắp của mình luôn.
rồi mình rang cho họ luôn. Thì tổng cộng là nhiêu tiền chú? Như đây nè. Như đó là tổng cộng là 80.000. Dạ. Nhiều quá. À, làm sao mà bị cháy ghe hả chú? Bật xăng nó cháy thì cháy bụi mà mình mới bằng lại. À, tức là cái ghe này đã bị cháy. Cháy là do mình bất cẩn bị pha xăng nó phật hả chú? Là đang chú đang ở trong đó luôn, đang ở dưới sông luôn. Rồi có sao không chú? Chú nhảy xuống sông hả? Rồi cái này là mới làm lại là mất hết nhiêu chi phí? À, bà con trên bờ ủng hộ cho tôi đó là ổng quyên góp được 6 triệu. Dạ. Bằng đổ đây là 6 triệu 2. Dạ. Lỗ 200.000. Lỗ 200.000 nhưng mà vẫn vui vẻ phải không? Vui vẻ phải không? Dạ. Chú hiện tại là chú sống ở trên ghe nha mọi người. Và mỗi một ngày như vậy thì từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều chú sẽ chạy dọc theo cái đây là sáng sẹo rô từ thứ 10 về thứ 11. Và trên đường đi thì nếu bà con nào muốn ăn cơm á, nộ từ bắp hoặc gạo thì sẽ gọi chú và chú vô, chú sẽ vào bờ và chú làm ngay tại chỗ như thế này. 1 ký bắp là 1 ký bắp tươi, bắp khô và nộ thành cơm như thế này là 80.000. 1 ký rưỡi hả chú? 1 ký rưỡi. Và cái bọc như thế này là 80.000. Chú ơi, con đang tò mò về cái máy này nè chú. Cái này là chú mua hay là chú tự làm, tự chế mua, ra? Mua không rồi chú, cái này là không có chuyện nào chế được chứ. Mua đây là mình mua? Mua toàn bộ luôn. Mua một cái máy như thế này là bao nhiêu tiền chú? Cái máy không này, cái máy vợ đang để gác đó là 2 triệu rưỡi đó. 2 triệu rưỡi chú mua ở Cần hả? Còn để làm cái nghề này á, thì mình cần cái gì nữa chú? Cần đầu tư thêm gì nữa? Có nhiều là ví dụ vốn mua bắp cho trong xe là gian gì đó. Dạ. Bắp thì chú mua ở đâu chú? Mua ở Long Xuyên. Mua ở Long Xuyên. Dạ. Nhưng mà chú đang ở thứ 11 thì phải chạy về Long Xuyên mua hay sao? Hết bắp rồi là mình chạy về Long Xuyên mình mua. Chú chạy cái ghe này từ thứ 11 về Long Xuyên mua. Xong rồi chú chạy xuống ngược lại chú bán. Dạ. Nói vậy đó. Con thấy cực quá chú. Vậy chứ già mà không có mượn mướn một thay ai được chân mà không có ruộng luôn. Dạ. Chúng có công vườn một phần để cho con gái ở đó, chú nhắm nhắm rồi cho tôi sống. Dạ. Đã mất năm nay nữa là 4 năm rồi. Dạ. Vì vậy đó là tôi luôn rất khổ, tôi mang nhà nhà sống rồi nấy. Dạ. Có khá được thì dư chút tỉnh để dần mua thuốc uống, ở đâu ốm mua vườn thuốc uống vậy thôi. Dạ. Bây giờ nếu mà mọi người muốn liên lạc với chú á thì liên lạc như thế nào hả chú? Thì mà cái khi đó là coi như là có số điện thoại chú có cho làm ăn á thì nó gan cho mối rồi thì nó thì mấy có vợ liên lạc tôi được, còn mấy tôi đi tá đã không định cho luôn. Dạ, thường thì chú sẽ đi theo cái kênh sáng sẹo rô này hay là chú có dục các kinh các xạ không? Kinh nhập gì vô hết trơn luôn. Tức là sáng 8 giờ là mình đi là đi đến đâu là mình làm đến đó. Rồi tới đâu rồi ngủ tới đó. Dạ. Đây là bên trong ghe của chú. Chúng ta thấy có tất cả những cái vật dụng cần thiết của một căn nhà nhỏ. Ây da, cái ghe này thấp quá. Đây là nước uống, chắc là nước mưa, nước máy, quần áo, gối, thức ăn, một cái ấm pha trà nấu nước. Để coi chú ăn gì nha. Cả cơm. Bữa ăn rất là đơn giản nha mọi người.
Bữa hổm cháy là nó cháy ở khúc nào chú? Là cái bình xăng chú để đâu mà nó cháy? Bình xăng để là để đây. Để đây. Nhưng mà vì sao nó cháy được vậy? Bởi vì tôi đốt cái đèn dầu á, để con đen nó tôi đốt đèn dầu để đó, nó cũng tạo lắm á. Nó bật tiếng cháy ra rồi cũng hay, tới chừng tiếng đang lại nãy bật cái bình xăng cũng hay. Rồi chú nhảy xuống sông bằng đường nào? Nhảy sao? Thì đằng sau xuống sông. Dạ. Rồi sau đó làm sao mà dập được? Đó là bà con bắt bà rồi xuống chữa tiếp thôi. Dạ. Cái gụi dằn danh là chứ luôn. Dạ nhưng mà con thấy là vẫn còn may mắn đó chú, vì mình không có bị tổn thương về con người. Dạ thì bây giờ chú ơi, bây giờ mong muốn của chú hiện tại bây giờ chú mong có mong muốn gì không? Dạ thì chú nợ ai chú? Nợ ở trong Trường Kinh chú Vàng. Dạ, là nợ bao nhiêu tiền chú? 6 triệu. Là nhưng mà bà con đã ủng hộ cho chú 6 triệu rồi, là chú làm cái ghe là 6 triệu 2 thì làm sao mà nợ được? Vì ở đây đó là coi như là bà con đó là ủng hộ cho tôi, ủng cho mượn vậy đó. À tức là bà con cho mượn. À bây giờ thì chịu ngoài 2 triệu, chịu ngoài 2 triệu đó rồi cho tôi mà cửa ghe lại cho bằng cuộc sống. Dạ. Chú hồi nãy chú chia sẻ là bà con có cho chú là 6 triệu nhưng mà cái đó là bà con cho mượn hả? Cho mượn. Rồi bây giờ mình phải làm để mình gửi lại cho bà con đúng không? Dạ, tính làm lại không mà gom trả lại cho bà con, nhưng mà hôm nay thất bát quá mà có khi bớt có bớt không không. Dạ. Chút nghe hàng tôi đi bữa nay nữa là 6 ngày rồi tôi mà chỉ có được 4 ngày có tiền, còn 2 ngày chắc chắn luôn, không có đồng xu luôn. Dạ, con thì con không có hứa được điều gì trước đã, trước cả. Con thì con không có hứa được với chú điều gì trước. Nhưng mà trước mắt thì con sẽ chia sẻ cái thông tin này ở trên mạng xã hội, ở trên trang Miệt Thứ 11. Thì hy vọng rằng là cái thứ nhất là nếu mà bà con mà thích ăn cốm á, thì bà con sẽ đón chú để thứ nhất tạo công ăn việc làm cho chú trước. Rồi nếu thường quân hoặc một những cái bà con nào có lòng hảo tâm, người ta muốn giúp đỡ chú á, thì chắc là chú phải cho con số điện thoại của chú để con ghi lên đó, thì những ai mà muốn ăn cốm á, thì liên lạc với chú luôn. Và những ai muốn ủng hộ chú, giúp chú trả nợ á, thì họ cũng liên lạc với chú luôn. Như vậy được không ạ? Rồi vui vẻ nha. Rồi con cảm ơn chú đã chia sẻ và chúc chú thật có thật nhiều sức khỏe nè. Đó để mình có thể tiếp tục, mình có những cái ngày sắp tới đây mình sống thật là tươi vui và thoải mái chú nha. Không có chuyện gì mình phải lo lắng và buồn cả. Buồn cho chú bằng đêm buồn uống được chú. Dạ. Bà con cô bác bây giờ chưa trả được. Dạ. Bằng đêm chú có khi mình nhớ lại dùng lại cái gì cũng được. À. Tức là bây giờ đói cũng không buồn, nhưng mà vì thiếu nợ nên buồn. Dạ. Dạ. Mình không thiếu nợ thì mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì chú sẽ đi đâu ạ? À? Dạ, rồi, con chia tay chú ở đây nha. Dạ, con cảm ơn chú. Là chú làm việc đi ạ. Dạ, có, đúng rồi. Dạ, chú cho con số điện thoại ạ. Tình luôn á, điện thoại chú mà có tiền là gọi qua con là được rồi. Con thì không có rành điện thoại nên là con không tìm được số của chú. May mà có chị bên kia chị tìm được. Bây giờ là có số điện thoại của chú là mọi người có thể liên lạc được với chú rồi. À tức là bên kia cô kia có à đi xe số điện thoại. Dạ để con điện cho chú nha. Chiếc máy cu le này là đời nào chú? Cái này là chú mua hay là ở đâu có? À nhỏ cháu cho. Hàng hiếm nha mọi người, hàng cổ luôn, chiếc máy cu le đời Mỹ.